Hãng xe Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu dòng SUV 7 chỗ, đó chính là chiếc GLB tại thị trường Việt Nam với giá bán là 1 tỷ 999 triệu đồng. Đây là dòng sản phẩm mới được bổ sung để hoàn thiện danh mục sản phẩm gầm cao của Mercedes-Benz gồm GLA, GLC, GLE, GLS và G-Class. Mẫu xe GLB 200 AMG sở hữu ngoại thất được trang bị bộ body kit thể thao. Chiếc xe sử dụng bộ mâm 5 châu kép quen thuộc của AMG với kích thước là 19 inch, trang bị thanh giá lock bằng nhôm bóng. Mẫu xe GLB 200 AMG cung cấp 6 màu ngoại thất tiêu chuẩn bao gồm trắng, đen, xanh, bạc, xám và xanh glassy. Đi cùng hai tùy chọn về màu nội thất là đen và xám. Về kích thước tổng thể thì GLB 200 AMG có kích thước chiều dài là 4.655 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.680 mm. Khác với GLC chỉ có 5 chỗ ngồi thì GLB sẽ có hai phiên bản là 5 chỗ và 7 chỗ. Hàng ghế thứ ba của GLB vẫn phù hợp cho hai người lớn có chiều cao dưới 1,69 m. Về nội thất, GLB sẽ đi kèm với nhiều trang bị gồm bằng đồng hồ dạng kỹ thuật số, màn hình 10,25 inch có giao diện trí tuệ nhân tạo, đèn viền nội thất 64 màu, ốp phân carbon trang trí, vô lăng thể thao bọc da Nappa với nút điều khiển cảm ứng. Vô lăng có tích hợp lệ chuyển số sau vô lăng. GLB 200 AMG có đến 5 chế độ vận hành và hệ thống treo sẽ được thiết lập theo hướng êm ái. Mẫu xe GLB 200 AMG được trang bị khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.3 lít, tăng áp cho công suất tối đa là 163 mã lực tại vòng tua là 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 250 Nm, có được giải vòng tua 1.620 đến 4.000 vòng trên phút. Toàn bộ sức mạnh được chuyển xuống cầu trước SWD thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, chiếc crossover 7 chỗ có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ 9,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 207 km/h. Theo Mercedes-Benz, GLB 200 có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6.0 đến 6.2 lít trên 100 km. Hiện tại, GLB 200 AMG sở hữu hàng loạt các tính năng an toàn như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo mất tập trung, phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả thông minh, lốp chống xịt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, túi khí phía trước, túi khí bên hông, túi khí đầu gối và túi khí cửa sổ. Mẫu xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG sẽ mở ra một lựa chọn mới cho khách hàng mong muốn sở hữu chiếc xe gầm cao 7 chỗ với mức giá thấp hơn nhiều so với hai lựa chọn 7 chỗ khác ở phân khúc cao hơn là GLE hay GLS hiện tại. Dòng GLB sẽ không có đối thủ trong tầm giá nếu so sánh với các xe trong giải sản phẩm như là BMW kép, Lexus hay Audi. Điều này sẽ giúp GLB trở thành một trong những sự lựa chọn độc đáo và hứa hẹn sẽ là mưa làm gió trong phân khúc xe sang. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản GLB 200 chỉ được phân phối duy nhất và được nhập khẩu nguyên chiếc có giá bán từ 1 tỷ 999 triệu đồng. Xe sẽ có mặt trên đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc từ tháng 9 này.